À, chào các bạn đã quay trở lại với kênh Etegai. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn nha, hướng dẫn cho những bạn nào quan tâm về cái cách mà mình in ấn trong cái phần mềm Katsumo nha. Bây giờ là mình có hai cái phiên bản phần mềm. Thứ nhất là đây là bản Katsumo Version 3 nha, bản V3. Còn một cái bảng khác nữa đây, là bảng version 1 này, là 1.0. thì làm sao để mình in ấn trên hai cái version này? Thì trong cái bài này mình nói đến cái cách in ấn trong cả hai cái phiên bản này. Hãy đăng ký kênh ETGuy để nhận được nhiều video mới nha. OK, thì các bạn nhớ đăng ký kênh nha, ủng hộ. Rồi, cái gì cứ comment thì mình sẽ làm những cái video hướng dẫn các bạn. Đây, cái đây mình đang nói về cái phiên bản là phiên bản 1.0. Các bạn muốn coi phiên bản, các bạn vào chưa giúp đỡ này, help, help, nha. Giúp đỡ thì các bạn bạn coi nó nha, phiên bản của nó là phiên bản cũ 1.0. Thì trong phiên bản này á, thì mình để chú ý cho này, bạn nhấp vào file 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 nha, file file. Đây có các mục như này nha, cái mục 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 in này, mình xem trước khi in này, rồi cái mục cài đặt mới in, và cái đây là cấu hình này, cái này cấu hình, bạn nhấp vào cấu hình. Các bạn, mình đã cấu hình lại cho nó phù hợp nhất nha. Đây là cái cấu hình của mình, các bạn để ý. Mình tự tự chọn này, cái đúng của nó, cái này là cái gì, cái này là 199, 289 là cái gì, là chính là cái ô này, cái ô mà có những cái chữ số này, có nghĩa là cái vòng bao ngoài của cái bản vẽ của mình đó. Cái vòng bao ngoài của bản vẽ mình nha, nó có số từ 1 đến 8 đó nha. Còn đây nói về cái chiều cao và cái chiều rộng. Đây, cái này là chính là gì? Nếu mà nói đúng, đây là cái chiều này, cái chiều này là chiều chiều rộng này nha, một cái chiều là chiều rộng. Còn cái chiều này là chiều chiều dài nha, chiều dài là 289, là của cái khung mà nó có những cái số này nha. Thì mình đã cấu hình, cái này mình có tinh chỉnh rất nhiều, mình cấu hình ra con số này. Thì các bạn chỉnh chiều rộng nha, chọn lựa chỉnh chiều rộng là 199, cái chiều dài là 289 nha. Mình không có cho hiển thị cái khung cái ô ở dưới, mình bỏ đi. Mình cấu hình bên bên chỗ in in ấn này, cái bảng bảng cái trục cái trục OXY nha. Đây là cái trục này, trục X này, đây là trục trục Y nha. Nếu mà các bạn tăng thì nó sẽ hướng về bên bên phải của bạn, nếu mà thay trục X về bên phải. Còn mà nếu mà trục X bằng tăng ở chỗ đây thì nó sẽ hướng về bên phải các bạn, nên giá trị nó tăng. Còn mà bằng ở trục Y, nếu bạn tăng giá trị lên nha, ở trục Y nếu bạn tăng giá trị lên thì sao, thì nó dịch về xuống dưới. Còn ở trục X thì nó dịch qua qua bên phía phải nha. Các bạn để ý cấu hình này này, cấu hình hiện tại tại máy của mình là mình sử dụng cái tiêu chuẩn nha. Cái bản vẽ của mình, nếu mình in ra là bản vẽ A4, bạn để ý nha, mình để theo chiều chiều ngang nha, chiều ngang này, chọn chiều ngang. Rồi các bạn bạn nhìn vô, bạn có thể chụp lại sau đó để các bạn bạn coi lại, bạn cài vào vào chỗ cài đặt. Bạn nhớ nha, cái này là cấu hình nha. Ở bảng V1 là vào cấu hình nha, để mình làm xong các bạn nhập đúng thông số như vậy nha. Chụp X thì 2, chụp Y thì không có. Còn tỷ lệ này, chú ý cái tỷ lệ nha, ở phiên bản V1 mới nhập được cái tỷ lệ này, ở phiên bản V2 không nhập được, qua phiên bản V3 không nhập được. Thì qua phiên bản V3 thì mình sẽ làm cho các bạn xem nha. Cái này là tỷ lệ mình phóng phóng lớn, phóng lớn so với bản vẽ. Sau mình làm xong rồi mình bấm OK. Thì bây giờ mình mới coi cái trước khi mình xem cái đây này, mình xem chữa cái hiện thế nào đó, các bạn thấy chưa?
đó, nói chung là cũng tương đối, nói chung là có thể là in ấn tốt ha, in ấn cho nó hiển thị nó rõ nét. Ok thì giờ mình tiếp tục mình vào cái mục này, vào cái mục mình cài đặt máy in nha. Thì hiện tại này mình đang sử dụng cái phần mềm là PDF Factory Pro không? Thì để in thì hiện tại là mình khổ giấy của mình in là khổ A4 nha, A4 cái chiều này là chiều dọc coi như chiều ngang này đó, mình chọn cái chiều qua nha, tại vì cái chiều của cái bản vẽ mình nằm ở chiều ngang ha, mình theo cái chiều này, chiều của cái chữ là thấy chữ A đâu nha, mình chọn xong rồi bạn nhớ chọn chọn cho đúng nha, nếu mà chọn sai nó in ra là không đúng đây nha, chọn theo cái chiều này, cấu hình theo chiều này nha, khi bạn cấu hình xong rồi á bạn bấm lưu nha, thì in thì sao thì mình bấm in thôi, chọn in thì mình chọn cái máy in có sẵn của mình, thì có cái máy ảnh có cái máy in ảo đây, PDF Factory Pro đây nha, thì mình in, nhà mình in thử các bạn xem nha, in đây đây nha, cái này mình có in trước một bản đây, nó mới in ở đây nha, để mình tắt này đi, tắt làm lại nha. Rồi ok mình in cho các bạn xem này, đây là phiên bản V1 mới in sao, có hai cách. Thứ nhất là các bạn vào máy in đây có ba cách, thứ nhất các bạn nhấp máy in thì nha, các bạn chọn chọn vào cái máy in rồi bạn bấm in nha, đó là cách thứ nhất. Bây giờ tắt làm tiếp, cách thứ hai để in nha, đầu tiên mình làm mình vào tiếp tục là mình vào dùng vào file không? File rồi mình vào file nha, mình bấm print thấy chưa, thì nó cũng hiện ra, mình chọn máy in ảo và máy in, hoặc là máy in thật của các bạn tùy, bấm in. Bây giờ mình tắt làm tiếp, cách thứ thứ ba là bạn bấm Ctrl D nha, rồi bạn cũng tiến hành bạn chọn cái máy in Ctrl B phở nha, Ctrl cộng B phở, bấm bấm cùng lúc nha, thì các bạn bấm cũng chọn máy in, chọn máy in xong rồi mình bấm in thì nó cũng tương tự nha, giờ nó có ba cách. Ok nha, nó in ra được các bạn rồi. Thì bây giờ mình xin xin được phép là chuyển sang cái đây, đây chính là cái này mình đang hướng dẫn V1 xong rồi, bây giờ mình chuyển sang V3 nha. Đây là Casimo V3 thì bạn làm sao mà in được, thì cách này các bạn vào cũng vào cái file file nha, vào file nha. Thì các bạn nó có tương tự, có in ấn này, có xem trước này, có cài đặt máy in, nhưng mà nó khác ở cửa là setting, cài đặt nha, có kia là cấu hình, nên mình nhấp vào sửa setting nha. Thì các bạn để ý là mình đã cấu hình cho các bạn rồi, cấu hình là mình cái này mình cho cái mục này, cái mục định dạng thì mình không sử dụng cái các ô mà gọi là cái khung tên đó, mình không sử dụng nha. Các bạn để ý là các bạn cứ nhập theo các mình, rồi các bạn chụp hình hay hay lùa đi nha, là cái mình tùy chọn là cái ở cái chiều rộng á là 206, ở cái chiều chiều ngang á, là 295, thì nó chính là cái khung của mình, nó cái khung của chữ số đó nha. Cái cũng tương tự thì trục này o o x y nha, có nghĩa là sao, o x o y nha, có nghĩa là nếu mà các bạn tăng giá trị lên thì nó sẽ dịch qua bên phía phải, còn cái này mà nếu mà bạn tăng giá trị trục y lên thì nó dịch xuống phía dưới nha. Đây là tỷ lệ này, riêng ở tỷ lệ các bạn không thể nhập được cái số mà số thập phân. Bây giờ mình nhập thử các bạn xem, một chấm nha, nó báo lỗi là xin nhập cái số vô, một số bạn nhập nó không có nhận nha, không có nhận được. Thì các bạn cấu hình cho mình x là 3, y là 1, tỷ lệ là 2, còn cái độ dày là 2 nha, các bạn chụp chụp hình đi nha. Ok cái này là bạn để ở chiều ngang, chọn cái chiều ngang rồi bấm sau, bấm ok. Thì để mình xem trước khi mình in thì mình xem trước đây, xem trước nhấp vào đây nha, nó hiện thị ở thấy các bạn thấy cũng tương đối hợp lý nha. Ok thì cái mình xem mình in luôn được, mình in luôn, nhấp vào in thì mình cũng chọn máy in, bấm in nha. Đây đó là một cách vào này đó đây nha, các bạn nhà đăng ký kênh ETG nha.
đăng ký và nhấn chuông để nhận được nhiều video mới nhất. Rồi các bạn cứ comment, comment ở dưới, trong khả năng thì mình giúp các bạn. Nói chung là làm để hỗ trợ các bạn. Rồi mới tiếp tục. Đó. Ở cái công việc là sao? Đây là V1 này, đây là V3 này. Vậy nghĩa là sao? Thì các bạn cũng làm cái từ, cái này cũng có ba cách. Thứ nhất là bạn vào đây nha, vào chỗ đây. Xin lỗi, vào đây. Mới in này, nhấp vào nha. Cách thứ hai là vào là vào đây luôn, vào in này nha. Còn cách một cách nữa là Control B, chọn máy in ảo, chọn máy in hay máy in ảo, các bạn in ra nha. Để các bạn bây giờ sau khi mình in xong, mình có một file PDF mình đã in xong, bạn xem đi. Mình in nên công hình của mình đây là nha. Đây, đây là một cái bảng vẽ mình in ra. Đây, bây giờ là bảng vẽ mình công hình. Đó, bạn thêm có xem có được không? Rồi xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem đến lúc này. Thì cùng mình làm video này cũng muốn giúp các bạn giải tỏa những cái nỗi mà bực chọc khi các bạn in không được, nó in nó chỉ hiển thị một cái góc nào thôi nha. Rồi một sự tò mò, một sự tìm hiểu đó. Thì các bạn bây giờ xem xong video, các bạn đã hiểu được cách làm. Thì các bạn cứ cấu hình giống như kênh EDA Guide này, cấu hình nha. Rồi các bạn có thể phát triển thêm, tùy chỉnh ha. Nhưng mà phải hiểu nguyên lý của nó nha. Nếu các bạn tăng tăng giá trị ở chút ít thì nó sẽ dịch về hướng bên phải nha. Còn mà các bạn mà tăng giá trị chút ít thì nó sẽ dịch xuống dưới nha, dịch cái ô này ha. Rồi mình scale là cái tỷ lệ mình muốn tăng giảm thế nào đó. Rồi một lưu ý nữa, tại bảng V1 cho bạn scale ở giá trị thập phân, nhưng các bạn V3 thì không được nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được nhiều video mới và sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.